Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5, chị N, 35 tuổi, tạm trú quận 4, dẫn theo bé gái vào cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để đóng tiền điện nhưng không đeo khẩu trang. Nhận thấy tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đang phức tạp nên nhân viên cửa hàng tiện lợi đã nhắc nhở chị N đeo khẩu trang vào. Tuy nhiên, chị N không chấp hành và đã lớn tiếng với nhân viên cửa hàng nên gọi báo công an phường 13. Sau đó đến khoảng 0 giờ 25 phút ngày 1 tháng 6, khi lực lượng chức năng có mặt để giải thích, vận động, nhắc nhở và yêu cầu chị N xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng chị không những không chấp hành, hợp tác mà còn to tiếng với công an và cán bộ phường. Sau đó, lực lượng chức năng buộc phải đưa người này về phường để lập hồ sơ, xử lý. Theo gia đình, chị N đang có biểu hiện căng thẳng, tâm lý không ổn định. Được biết, sau khi đưa về phường, chị N bị Ủy ban nhân dân phường 13 xử phạt hành chính 2 triệu đồng theo khoản 1, điều 12, nghị định 117/2020/NĐ-CP về lĩnh vực y tế là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Đồng thời, công an phường 13 cũng xử phạt chị N 350.000 đồng hành vi gây rối trật tự công cộng và không xuất trình giấy tờ tùy thân. Chị N đã chấp hành quyết định xử phạt.